Hello, xin chào mọi người. Lúc hơn 1 giờ chiều hôm nay thì em ốm quá, em có đăng cái cách muối dưa lên trên Facebook ấy. Thì hẹn mọi người là em muối lúc hơn 1 giờ chiều thì đến 8 giờ tối hôm nay thì dưa mới chua cơ. Em ốm nên là khản hết cả cổ rồi. Thì hẹn là sau 7 tiếng thì dưa mới chua vàng. Thế nhưng mà sau khi em muối xong lúc hơn 1 giờ chiều thì em lên giường em nằm luôn, ốm quá. Giọng đang khàn hết. Đến bây giờ thì em tỉnh dậy thì mới có 6 giờ kém 15 thôi. Là sau đúng có 4 tiếng rưỡi thôi, gọi là 5 tiếng đi. Thì nhìn đến âu dưa đã chua vàng hết như thế này. Rất là ngon luôn. Đó, chua vàng từ trên xuống dưới luôn. Cả cái cọng này nó cũng vàng luôn nhá, chứ không riêng gì là cái lá đâu ạ. Vàng từ trên xuống dưới. Rất là ngon chứ không phải là làm màu một vài cái ở bên trên. Chia sẻ thật với các bác là nhà em có nghề muối dưa gia truyền của mẹ em ạ. Khi mà bà cụ còn sống thì ngày nào cũng làm một gánh dưa gánh cả. Rồi giã đỗ. Cụ cứ đi một vòng từ nhà ra đến chợ là hết luôn. Thậm chí là đến 30 Tết cũng không được nghỉ, cũng phải gánh vài gánh dưa gánh cả để đi giao cho các gia đình đặt dưa đặt cà để ăn Tết, sau đó thì mới được nghỉ. Ngày em còn bé thì được mẹ chỉ cho cách làm này, rồi là phụ mẹ nhặt dưa làm dưa này, rồi mỗi buổi sáng đi học thì phải dậy sớm gánh cho mẹ gánh dưa gánh cà sang sang chợ, sau đó thì em mới được đi học. Mẹ thì cầm cặp cho em, còn em thì gánh cho mẹ gánh dưa đi qua chợ, sau đó thì em mới được đi học. Cụ đã mất nhiều năm rồi nhưng mà giờ đây mỗi lần muối món dưa mà mẹ dạy cho thì lại nhớ đến mẹ vô cùng. Dưa muối rất là nhanh chua, không cứ gì là mùa đông hay mùa hè nhé. Mùa nào thì muối cũng rất là ngon nếu như mà muối đúng cái công thức như của mẹ em chia sẻ. Em đã có hẳn một video hướng dẫn cụ thể em đăng lên kênh YouTube Thanh Thủy HB. Bác nào quan tâm cách muối dưa ngon chua sau vài tiếng đồng hồ thì có thể đánh tên kênh Thanh Thủy HB để vào xem video nhé. Hoặc là các bác liên hệ trực tiếp với em, đăng ký kênh Thanh Thủy HB rồi liên hệ trực tiếp với em theo số Zalo 0395 124395 thì em sẽ gửi video hướng dẫn cách muối cụ thể cho các bác nhé. Rất là dễ làm thôi ạ, và ngon nữa. Đây số Zalo của em đây, cả nhà liên hệ rồi em gửi video cho cả nhà nhé, hướng dẫn cụ thể luôn ạ. Chứ em không có giấu nghề. 0395124395 số Zalo của em đây ạ. Đảm bảo là chua vàng luôn nhá, chua vàng chua ngon luôn. Đặc biệt là cách muối này của em thì dưa để được rất là lâu, các bác để tầm hơn 10 ngày thì nước dưa vẫn rất là trong, không có bị váng, không có bị đục, dưa không bị nẫu ra, vẫn chua vàng, đặc biệt là ăn vẫn ngon, vẫn giòn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Rồi, cảm ơn các bác.